Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp Clem 500 tóc cần có kỳ hiệu là Bond Roger. Thì chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào ngày, còn 15 ngày nữa nó sẽ kết thúc và sẽ list trên sàn PancakeSwap nha bạn. Khi list sàn PancakeSwap thì dự án này nó có nói là một tóc cần với giá trị là 0.005 BUSDT nha các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình, các bạn dán vào trình duyệt DApp các bạn. Trên giấy trúc collect các bạn chọn connect mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Sau khi các bạn connect xong xuôi thì các bạn bấm đứt xuống, các bạn bấm vào một claim airdrop này. Rồi bạn bấm kết nối nè. Thì mình cũng đã check qua trên con chat của website này đã có hợp đồng thông minh mạng BNB Smart Chain các bạn. Ok. Sau khi các bạn claim xong thì các bạn bắt đập lên nè các bạn. Các bạn qua trang BC Scan các bạn check nè các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Các bạn gõ chữ BC Scan.com. Các bạn dán vào nè các bạn. Các bạn tìm kiếm token bond nè. Ok, mình đã về được 500 token bond rồi các bạn. Đây thì con chắc của nó nè, các bạn copy con chắc của nó các bạn. Để mình check qua thông tin các bạn. Sau khi các bạn copy con chắc cho phần link mô tả của mình thì các bạn dán vào đây nha các bạn. Hiện tại token này chưa đích sàn, còn 15 ngày nữa sẽ đích sàn PancakeSwap, 13 ngày nữa chứ. Rồi các bạn sẽ nhận được 500 tập càng có hiệu là Bond Rocker nữa. Thì mình check con chắc của nó qua con chắc của nó. Thì hiện tại dự án này đã có con chắc được mạng BNB Smart Chain xác nhận này các bạn. Có dấu tít màu xanh này, rất là nhiều holder luôn các bạn. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp claim 500 tập càng Bond đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.